cái gì mà trời. Ê Xu Hào hoa đẹp ha. Ờ à. Trời ơi Liên Nhi Xu Hào ơi. Ê Xu Hào hả? Chiều hôm nay lớp mình được nghỉ tiết hóa, việc về sớm hay là mình đi đâu chơi đi? Đi chơi hả? Ờ. Tới cũng chưa nghĩ ra chỗ nào đi chơi hết cục cậy ạ. À đúng rồi, hay là tụi mình ra quán nếp làm vài trận game được không? Thôi, kiếm chỗ nào chơi vận động cơ thể cho nó khỏe. Suốt ngày chơi net với net tới hoa hết cả mắt rồi này. Ờ, cậu nói cũng đúng. Ê Xu Hào, cậu nhớ khu rừng mà mình làm nhà không? Lâu lắm rồi mình không vào á, hay bây giờ mình vào xem sao? Ờ đúng rồi ha, cậu nhắc tới mới nhớ. Hay là chiều nay rảnh, mình rủ Linh Nhi vào rừng chơi luôn đi. Ừ, ý kiến hay. Vậy chiều nay tập kết ở chỗ này, rồi tụi mình cùng đi nha. Ok Xu Hào. Ê cô cải ơi. Hả? Sau 6 tháng mình không mua rừng á, cậu có nôn nao không? Tất nhiên rồi, lâu lắm rồi mới được vào rừng á Linh Nhi. À tớ không biết là cái nhà của mình nó còn như cũ nữa không nữa. Chắc chắn là không còn như cũ, làm sao mà như cũ được. Mà không biết là xích đu có còn không ta? Ờ ha, còn cái xích đu nữa, vậy mà như quên. Sợ là nó bị mục dây á cô cải ơi. Thôi bây giờ mình vô lẹ đi nha. Ơ, à, cái gì mà trời. Ê Xu Hào hoa đẹp ha. Ờ à. Trời ơi, Linh Nhi Xu Hào ơi. Đây chẳng phải là đường đi vào rừng hay sao? Mà sao hôm nay nhìn lạ thế? À Linh Nhi ơi, cô cải gọi mình gì kìa. Ờ chạy lên xem đi. Trời ơi các bạn ơi, mới có 6 tháng không vào rừng các bạn coi nè. Nhà cửa thì một khắp nơi, rừng thì bị tàn phá không còn cái gì hết luôn. Không biết bên trong rừng còn như thế nào nữa. Ừ, hình như là họ khai phá đường để xây nhà hay sao cô cải ơi. Các bạn ơi coi kìa, xe máy cẩu xe máy xúc ở khắp nơi luôn kìa. Ừ. Ờ đúng rồi đó. Thôi, tụi mình đi vào trong kia đi. Ừ, đi đi. Xu Hào ơi, hả? Cậu còn nhớ chỗ này không? Ờ, chỗ này sao? Chỗ này là cái chỗ mà bà cậu bị rắn cắn nè. À, đúng rồi ha. Mà bây giờ người ta ủi đất đá lên đầy luôn nè. Ờ. Bây giờ nhìn không ra luôn á. Nhưng nhớ là ở đây mình như con ở trong một bụng nước luôn Xu Hào. Mình nhảy qua đúng không? Đúng rồi, giống như cái mương hay sao hả? Cái mương nè. Đây này, cái mương hồi trước tới nhảy qua này, mà bây giờ nó lấp hết đất rồi, không còn cái mương nào nữa rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, Nhi phát hiện ra một con ếch tự nhiên các bạn ạ. À. Đây nè, rất là to luôn. Trời ơi, tội nghiệp bạn ếch quá à. Chắc có lẽ là bị rừng sang phá hết rồi nên bây giờ không còn nhà để về nữa. Tội nghiệp bạn đâu quá à. Đó, con ếch đó các bạn. Ê Xu Hào, hả? Nhìn con đường người ta ủi thẳng tắp lại đằng kia luôn kìa. Ờ đúng rồi hả? Hồi trước đây là cái rừng rộng mênh mông mà bây giờ chỉ còn mỗi con đường trắng phao này. Ừ. Không biết là cái khu rừng này người ta có ủi luôn không nữa. Chắc là sau này cũng tàn phá hết rồi cô cải ạ. Tiếc ghê á. Thôi tụi mình đi theo con đường này lên thẳng phía trước đi các bạn ơi. Ờ đi thôi. Đây. Xu Hào ơi, cô cải ơi lại đây. Thôi sao đây? Ở đằng kia có cái xe máy xúc kìa. Hai bạn lại hỏi thử xem khu rừng này người ta có sang bằng hay không. Ờ được á. Vậy thôi mình lại đó đi. Đi. A few moments later. Linh Nhi ơi. Ơi. Không hay rồi. Nghe sao vậy? Nghe người ta bảo á, tại khu rừng này rồi người ta cũng sẽ ủi đi làm nhà thôi, làm đất để xây nhà ở đó. Đúng rồi á. Vậy hả? Buồn quá vậy. Tại vì ở đây người ta thiếu đất ở nên người ta bắt buộc phải sang bằng hết rồi nè. Thấy quá. À. Thôi mình đi vô rừng đi. Đi, đi. Ê các bạn ơi. Ê. Ở đây bây giờ người ta chia ra làm mấy ngõ này. Bây giờ biết ngã nào mà đi bây giờ? Ngã ba này biết đi đường nào ta? Ừ. Cảnh vật ở đây thay đổi nhiều quá, giờ không biết đi ngõ nào luôn á. Giờ sao? Hay là mình đi đường này đi. Như tôi thấy hả? Đường này có vẻ quen quen này. Ờ, ta đi đường này nhá. Đi. Đi. Xu Hào ơi, hả? Sao cậu chọn đi thẳng mà không đi đường này vậy? À. Cậu không thấy đường này người ta xây nhà quá trời à? Ờ ha. Ừ, nên tớ thấy đi đường này có vẻ đúng rồi đó. Ừ. Đi thôi. Đi thôi. Ê các bạn ơi, tớ nhìn thấy ngôi nhà của mình đây này. Trời ơi, cái nhà của mình banh cảnh hết rồi các bạn ơi. Nhà banh cảnh thì không sao, có thể làm lại được. Nhưng mà rừng mà bị tàn phá, rất lâu có thể khôi phục được các khung cảnh. Ờ đúng rồi á. Tớ nghĩ là khó khôi phục lắm, tại vì người ta ủi vô đây để làm nhà mà. Các bạn ơi, các bạn coi nhà của tụi mình nè. May quá nó không đóng mặn nhện, nhưng mà có điều là cây nó mọc um tùm hết trơn luôn rồi nè. Ờ à, đúng rồi đó. Cái tấm bạc mà xung quanh này á, nó bị mưa hả, rất tơi tả hết trơn luôn rồi đó. Nóc nhà không còn nữa kìa. Ờ. Nè, cây nó mọc lên tới đây luôn rồi nè. Sàn á hả, cây mọc um tùm luôn rồi nè. Trời ơi, mới ngày nào như
và mang đồ ăn vô đây. Bây giờ hả? Trời ơi, nói chuyện buồn quá à. Nhi đang đi lại con cái xích đu của Nhi nè. Wow, xích đu vẫn còn. Xích đu vẫn còn. Nhưng mà có lẽ chắc đây là lần cuối Nhi được chạm vào cái xích đu này đó. Vì xe máy xúc chuẩn bị xúc vô đây rồi. Cậu lên ngồi đi, có đu chưa? Đây, để tớ thử xem. Ồ, dây vẫn chắc thế đây Nhi. Ồ, vẫn còn chắc chắn nha. Yeah. Yeah. Ờ, cho tớ thử đi. Đã ghê. Tớ lên thử xem nào. Ờ, cậu lên đi. Ồ. Để đưa cho. Yeah. Làm sao mà không được vô đây nữa đâu. Wow. Hay là cứ tận hưởng đi các bạn ơi. Sướng lắm các bạn ơi. Yeah. Dây vẫn còn chắc nè. Yeah. Wow. Wow. Cô Cải ơi, cậu làm gì mà buồn vậy? Cậu nhớ cái chỗ này là chỗ nào không? À, chỗ mà tụi mình ngồi ăn cơm đúng không? Đúng rồi, mà đây cũng là cái hồ mà tớ bắt cá này. Bây giờ cái hồ này bị lấp rồi. Nhìn này, cá nó không còn chỗ để sống nữa, nổi lên quá trời luôn. Ừ, đúng rồi đó. Một cái hồ rộng như vậy mà bây giờ sang lấp toàn là đá không à. Chắc cá chết nhiều lắm cô Cải ha. Ừ, bây giờ kiểu gì là cái đám cá này là cũng chết cho mà xem. Đúng rồi đó. Tội nghiệp quá. Xu Hào ơi. Hả? Cậu nhớ chỗ này không? Ờ, hình như chỗ này là cho cây đào mình hay ăn đúng không? Đúng rồi. Mà Nhi nghĩ á, mình không có cơ hội ăn nữa đâu Xu Hào ơi. Người ta sắp ủi vô và chặt phá rừng này rồi, còn đâu nữa mà ăn. Ờ, đúng rồi đó. Trời ơi, tự nhiên Nhi buồn ghê luôn á. Buồn dễ sợ luôn á. Cậu có nhớ là chỗ này cậu bắt con chim mối cá không? Ờ, đúng rồi. Ở đây tự bắt được con chim này. Ừ. Nhưng mà bây giờ người ta hình như là đánh dấu để chặt cây nè. Ở đây Xu Hào. Bây giờ môi trường như thế này không biết là chim còn sống được không ta? Chắc là nó cũng bay đi chỗ khác rồi Xu Hào ạ. Chứ ở đây làm sao mà sống được. Ừ, chắc vậy quá. Ơ, cái bếp lò của tụi mình vẫn còn nguyên này Xu Hào. Ờ, đúng rồi ha. Wow, nó vẫn còn nguyên xi luôn này. Bên trong này vẫn còn cái lõi này. Cái này mà rửa lại thì chắc vẫn dùng được á. Ừ, đúng rồi đó. Ê cô Cải. Ừ? Hay là tụi mình tranh thủ còn vài ngày nữa người ta săn lấp trong đây á. Mình tranh thủ qua đây chơi vài ngày đi. Ờ, cũng được á ha. Kìa, người ta ủ sắp tới nơi luôn kìa. Ý cậu như thế nào Xu Hào? Ờ, tớ đồng ý. Cô Cải, Xu Hào. Ừ? Ừ, ngày mai á, mình được nghỉ tiết khóa đó. Hay là tụi mình vô rừng chơi đi. Còn thời gian ít ở bên rừng tụi mình biết tận dụng chứ. Ờ, được á. Hay đó. Ờ, ngày mai nha. Chúng mình về đi. Ok, 1, 2, 3, yeah!